trưởng phòng Du. Anh là anh Thê Pung đúng không? Cô Du Trân à, cô say lắm rồi, chúng ta mau về thôi. Em nhớ anh lắm. Anh Thê Pung mà. Ở đây sao? Alo, có chuyện gì sao? À không đâu. Bao giờ thì anh về hả? Anh vẫn đang làm việc sao? Nếu không có gì thì tôi cúp máy đây. Anh sẽ chua nè. Nếu như anh đi uống rượu thì đừng uống nhiều quá nha. Chuyện của tôi sẽ tự lo được. Cô đừng can thiệp vô làm gì. Tạm biệt.